Bác sĩ cảnh báo, ai đi chợ cấm mua 5 loại rau cực độc, tàn phá sức khỏe, càng ăn càng thọ non. Cô bác thân mến, từ trước đến nay, rau xanh vẫn được biết đến là thực phẩm lành tính và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên thật bất ngờ vì mới đây, các chuyên gia đã tiết lộ danh sách 5 loại rau là mầm mống của hàng tá bệnh tật. Khi ăn sai cách sẽ khiến gan thận hư hỏng, mầm mống ung thư phát triển, càng ăn sẽ càng suy giảm tuổi thọ. Nếu cô bác đang tò mò muốn biết đó là loại rau nào để tránh ăn sớm càng tốt thì hãy bình luận số 1. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Loại rau đầu tiên, rau mồng tơi. Bước sang mùa hè oi ả như hiện nay, có bát canh mồng tơi mướp ăn cùng cà muối thì quả là thanh mát và đưa cơm đúng không ạ? Tôi biết chắc chắn trong suy nghĩ của nhiều cô bác thì mồng tơi là loại rau siêu lành tính, càng ăn càng nhuận tràng, dễ tiêu và chẳng bao giờ gây hại. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi được nấu chín vừa tới, chứ nếu nấu chín tái mà cô bác đã vội vàng thưởng thức thì sẽ phải nhận lấy những hậu quả vô cùng đau lòng đó ạ. Bởi trong đông y, lá và thân mồng tơi khá nhớt. Nếu không được nấu chín, chất nhớt này sẽ biến tính và tác động xấu đến hệ tiêu hóa thông qua các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu và đi ngoài phân lỏng. Đó là chưa kể, nếu ăn rau trái mùa, rau phun thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng với hàm lượng cao mà không được nấu chín thì tác hại còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bởi trong số các mẫu rau mồng tơi ngẫu nhiên thu được tại một số khu chợ lớn, người ta đã tìm thấy endosulfan, hóa chất đứng thứ 22 trong danh sách cần loại trừ trên toàn thế giới vì có độc tính cực kỳ cao. Khi tích tụ trong cơ thể lâu ngày, chúng sẽ phá vỡ hệ nội tiết, ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, gây vô sinh và hàng loạt các bệnh ung thư nguy hiểm khác như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung và ung thư phổi. Vậy nên tốt nhất là cô bác nên nấu mồng tơi vừa chín tới để cơ thể dễ dàng hấp thu tối đa chất dinh dưỡng và loại trừ khả năng nhiễm độc. Nhìn chung, các chuyên gia đều cho rằng việc sử dụng thức ăn chưa được nấu chín luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng, đồng thời ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt và lao động về sau. Do đó, người dân cần tuân thủ hướng dẫn ăn chín uống sôi, đồng thời hạn chế sử dụng thực phẩm trái mùa và không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình nhé. Loại rau thứ hai, rau ngót. Cho tôi hỏi, gia đình cô bác ở đây mình có hay ăn rau ngót không ạ? Nếu có thì mọi người nên cẩn trọng, tránh việc lạm dụng loại rau này về lâu dài kẻo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Có thể cô bác đang không phục vì nhà mình ăn suốt có sao đâu. Nhưng khoan, hãy nói đến vấn đề này. Chúng ta hãy cùng phân tích xem vì sao ăn rau ngót nhiều lại không tốt đã nhé. Theo đó, trong đông y, rau ngót là loại rau có tính hàn rất cao, nên nếu ăn quá nhiều thì quá trình thanh lọc diễn ra vô cùng mạnh. Điều này khiến cơ thể bị hao tổn khí huyết, đau đầu, chóng mặt, thậm chí là tụt huyết áp, ngất xỉu. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng đã chỉ ra rau ngót có hàm lượng kali khá cao. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều thì sẽ làm tăng lượng kali trong máu, dễ gây suy tim, khó thở. Có trường hợp còn bị suy đa tạng, suy hô hấp, hôn mê sâu và tử vong. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình tiêu hóa, rau ngót còn sản sinh ra một lượng lớn glucocorticoid. Chất này làm cản trở quá trình hấp thụ canxi của cơ thể, nên nếu lạm dụng thường xuyên, nguy cơ người dùng bị thoái hóa, loãng xương và đau xương khớp là rất lớn. Từ những tác hại trên, chuyên gia đưa ra lời khuyên là mọi người không nên ăn rau ngót trong một thời gian dài và ăn thường xuyên. Tốt nhất mỗi tuần chỉ nên ăn 3 đến 4 bữa. Trước khi chế biến rau ngót thì nên rửa sạch rau với nước muối pha loãng để giữ dưỡng chất trong rau, không nên vỏ nát. Đặc biệt nên ăn rau theo đúng vụ mùa để tránh sử dụng phải loại rau có nhiễm hóa chất. Loại rau thứ 3, rau cần nước.
Rau cần nước là loại rau dân dã quen thuộc đã gắn bó lâu đời với người dân Việt Nam. Chúng xuất hiện nhiều trong các món ăn như xào, làm canh hay nhúng lẩu. Nhưng tôi để ý thấy đa số mọi người thường chỉ thích dùng rau cần chín tái mà không hề biết rằng về lâu dài, thói quen này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Điều này xuất phát từ đặc điểm của rau, bởi đây là loại rau thủy sinh được trồng dưới nước nên có nguy cơ cao nhiễm các loại ký sinh trùng. Đặc biệt ký sinh trùng sán lá Bosky được tìm thấy trong rau cần có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể người dùng khi ăn chín tái. Ký sinh trùng này bám vào thành ruột và gây ra các chứng như khó tiêu, dị ứng hay đau bụng. Ở một số trường hợp, chúng còn tấn công vào mắt và não bộ, lâu ngày dẫn đến nguy cơ mù lòa và bại não vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, khi sử dụng rau cần, hãy rửa rau thật sạch dưới vòi nước chảy, đồng thời nấu chín để đảm bảo vệ sinh. Thêm nữa, nhiều người có thói quen bỏ lá rau cần vì nếu nấu cùng thì sẽ có mùi nồng và nhanh nát. Tuy nhiên, phần lá rau cũng chứa rất nhiều vitamin và chất xơ, nên mọi người hãy ăn cả lá để không bị lãng phí. Về bản chất, rau cần là một loại rau tốt cho sức khỏe và có thể tận dụng để làm thuốc chữa bệnh. Đặc biệt cô bác nào mà đang bị bệnh huyết áp cao thì có thể tham khảo bài thuốc sau nhé. Cô bác dùng khoảng nửa cân cần tây, lấy cả thân và lá. Sau khi bỏ rễ, làm sạch thì đem đun với 1 lít nước. Lưu ý nên đun lửa nhỏ để nước thuốc ngấm được các dưỡng chất từ cần tây nhiều nhất. Khi nước thuốc cô đọng lại còn đủ 1 bát thuốc thì lấy ra dùng, chia thuốc làm 3 phần tương ứng với 3 lần uống mỗi ngày. Sau khoảng 2 đến 3 tháng là bệnh khỏi hoàn toàn. Nghe đến đây, cô bác nào thấy những điều này rất hữu ích thì hãy bình luận số 8 nhé. Loại rau thứ tư, đỗ cô ve. Vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp cho một gia đình có 6 người nhập viện trong tình trạng nôn ói và đau bụng nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau khi hỏi về quá trình ăn uống thì biết được vào bữa tối hôm đó cả nhà đã cùng ăn món đậu cô ve xào nhưng mà chỉ xào chín tái. Các bác sĩ cũng cho biết thêm, nhiều người thấy quả đỗ cô ve vừa non vừa giòn ngọt nên thường chỉ nấu sơ qua. Tuy nhiên, đây lại là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì trong quả đỗ tươi có chứa đến 2 loại chất độc là saponin và ligumin. Khi bị nhiễm độc thì thường xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn thì khó thở, tê cứng chân tay và sốt cao. Ngoài ra, đỗ cô ve là một loại đỗ nên ăn khi quả còn non là ngon nhất. Tuy nhiên quả non thì rất dễ nhiễm sâu bệnh nên người trồng thường phải phun thuốc trừ sâu. Chính vì thế, nguy cơ bị ngộ độc thuốc hóa chất từ đậu cô ve là khá cao. Vì vậy, để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, khi sơ chế, tốt nhất là cô bác nên rửa sạch và ngâm nước muối khoảng 30 phút. Sau đó trần qua nước sôi, đổ nước vừa trần đi và tiếp tục chế biến món ăn như bình thường. Thêm nữa là đỗ có chứa hàm lượng axit oxalic khá cao. Khi vào trong cơ thể, chất này gây kết tủa, lắng đọng, tạo thành sỏi ở thận và gây ra bệnh sỏi thận. Bởi lẽ đó, cô bác chỉ ăn đỗ với lượng vừa phải và chú ý nếu ăn thì cần tăng cường uống nước để đào thải muối axit oxalic, đồng thời nấu chín đúng cách để giảm thiểu chất độc tồn dư nhé. Loại rau thứ 5, xà lách. Tôi biết chắc chắn là khi nghe đến nội dung này thì đa số cô bác đều phản đối. Có cô bác còn mắng những người làm chương trình rằng làm gì có chuyện đấy, tôi vẫn ăn xà lách suốt mà có làm sao đâu. Người ta còn ăn sống được mà cái kênh này lại bảo độc gấp 100 lần thuốc chuột, toàn nói vớ vẩn, nhảm nhí. Vâng, thưa cô bác, không thể phủ nhận rau sống nói chung hay xà lách nói riêng là món ăn được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, cũng vì được ưa thích mà tiêu thụ nhiều
người trồng rau cũng không ngần ngại tưới các hóa chất để rau phát triển nhanh. Những hóa chất khi này, khi đi vào cơ thể, có thể gây các tác nhân như đau bụng, nôn mửa, thiếu máu, sút cân và suy nhược cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cho rằng chỉ các loại rau trồng dưới nước mới nhiễm ký sinh trùng. Tuy nhiên thực tế, rau xà lách trồng trên cạn cũng bị nhiễm. Đó là do tập quán tưới rau bằng nước phân của người. Nước từ mương, ao hay cống rãnh nhiễm bẩn. Nếu không được rửa sạch, ký sinh trùng trong rau mà cụ thể là trứng giun trong các kẽ lá sẽ xâm nhập vào thành ruột, nở thành ấu trùng, rồi theo đường máu phát tán khắp cơ thể, dẫn đến tình trạng co giật, nhức đầu, viêm màng não và mù mắt nếu không phát hiện kịp thời. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi ăn rau xà lách, tốt nhất cô bác nên tự trồng ngay tại vườn nhà. Nếu không có điều kiện tự trồng mà phải mua rau bên ngoài thì nên mua ở nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chọn rau có màu sắc tự nhiên và nên ăn mùa nào thức ấy. Sau khi mua về, cần nhặt sạch sẽ, phần héo úa rồi rửa nhiều lần bằng nước sạch. Tốt nhất là rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy. Rửa nhiều lần là biện pháp hiệu quả nhất để loại bỏ trứng giun, vi khuẩn gây bệnh và dư lượng hóa chất trừ sâu còn bám trên lá, cô bác nhé. Cô bác thân mến, trên đây là 5 loại rau cực độc cấm kỵ ăn vào buổi tối. Cô bác cần lưu ý tránh xa, kẻo có ngày rước họa vào thân, ôm bệnh vào người, đột tử thọ non lúc nào chẳng ai hay. Thay vào đó, hãy chăm chỉ ăn 4 loại rau cực bổ, không chỉ rẻ tiền, lành tính, mà còn giúp tăng cường sức khỏe, càng ăn càng sống thọ. 1. Rau diếp cá. Cho tôi hỏi cô bác ở đây có hay ăn rau diếp cá không ạ? Tôi đoán là có, cô bác biết được những công dụng tuyệt vời của chúng nên thường xuyên sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Nhưng cũng có cô bác vì sợ mùi tanh đặc trưng của loại rau này nên chẳng bao giờ dám ăn. Nếu đúng là như vậy thì quả thật là đáng buồn, bởi cô bác đang bỏ phí một loại thần dược trời ban, có công dụng chữa bệnh tốt gấp cả 100 lần nhân sâm đại bổ. Vì trên thực tế, diếp cá chứa lượng nước cao và nhiều loại vitamin khoáng chất có lợi cho cơ thể, nên nếu được sử dụng đúng cách thì chúng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng. Đặc biệt nếu cô bác nào ở đây đang tìm kiếm một phương thuốc thảo dược có thể điều trị dứt điểm các bệnh lý về gan thì hãy tìm ngay đến cây rau diếp cá nhé. Bởi hoạt chất alkaloid trong diếp cá đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do gây hại cho tế bào gan, tăng cường chức năng giải độc gan và phục hồi tổn thương gan rất hiệu quả. Không chỉ vậy, thường xuyên ăn rau diếp cá, chúng còn hỗ trợ hạ men gan, điều trị viêm gan và gan nhiễm mỡ khá hữu hiệu. Đặc biệt, diếp cá còn chứa diethanol có tác dụng chống ung thư, hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày và ung thư phổi rất tốt. Theo các chuyên gia, diếp cá là loại rau lành tính, hầu như không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho cơ thể. Ăn diếp cá hàng ngày có tốt không? Thì câu trả lời là có, nhưng cũng cần có liều lượng phù hợp, chứ tuyệt đối không được lạm dụng, bởi chúng có thể làm hạ huyết áp, tụt đường huyết, cô bác nhé. 2. Súp lơ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, súp lơ là loại rau lành tính, dễ chế biến và có giá thành rẻ, nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các bà nội trợ khi muốn chế biến những món đơn giản mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò là một loại thực phẩm, súp lơ còn được biết đến với khả năng phòng ngừa và điều trị các bệnh lý vô cùng hiệu quả, đặc biệt là bệnh ung thư quái ác. Sở dĩ súp lơ làm được điều này là do trong chúng có hàm lượng hoạt chất oxy hóa sulforaphane cực kỳ cao. Khi vào cơ thể, sulforaphane sẽ bao vây, triệt tiêu nguồn dinh dưỡng khác từ các tế bào ung thư, giảm thiểu kích cỡ của các khối u. Không chỉ vậy, sulforaphane còn ức chế quá trình gắn kết các tế bào khối u với tiểu cầu,
từ đó ngăn ngừa hiện tượng di căn của khối u, giảm độ nguy hiểm cho bệnh ung thư và kéo dài sự sống cho người bệnh. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào trong súp lơ còn giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, đồng thời rút ngắn quá trình điều trị xuống còn một nửa. Tuy nhiên, trong quá trình sơ chế súp lơ, cô bác cũng cần lưu ý là súp lơ thường hay có những con sâu hoặc bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong. Vì vậy, không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa. Thay vào đó, chỉ cần rửa trực tiếp dưới vòi nước hoặc cẩn thận hơn thì ngâm trong nước muối khoảng 5 đến 10 phút. Nếu có thì sâu bọ sẽ dễ dàng loại bỏ trong nước. Còn trong khi chế biến, cô bác không nên nấu quá kỹ, bởi điều này sẽ làm mất nhiều dinh dưỡng của thực phẩm. 3. Rau dền. Nếu gia đình cô bác ở đây đang thích ăn rau dền, thì cho phép những người làm chương trình dành tặng riêng cho cô bác một lời khen, vì đây là thói quen rất tốt cho sức khỏe. Còn nếu cô bác nào mà vẫn thờ ơ với loại rau này, thì thực sự là mọi người đang bỏ phí một loại rau thần dược đó ạ. Mọi người đã biết rằng chất sắt là một trong những nguyên tố vi lượng quan trọng. Chúng tạo máu để duy trì hoạt động của cơ thể. Thiếu sắt đồng nghĩa với tình trạng thiếu máu. Rau dền có hàm lượng chất sắt khá cao. Vì vậy đây chính là nguồn bổ sung chất sắt dồi dào, giúp người dùng giảm bớt được các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, da xanh xao. Ngoài ra, rau dền còn chứa các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C và lysin. Các chất này giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư. Đặc biệt, các hạt pitotirol được tìm thấy trong rau dền còn làm giảm mức cholesterol, do đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, giảm huyết áp và đột quỵ. Và ngoài món rau dền luộc hay rau dền nấu canh thông thường, cô bác có thể tham khảo hai món ăn và cũng là hai bài thuốc sau từ rau dền để chữa bệnh nhé. Bài thuốc giúp nhuận tràng. Sử dụng một nắm rau dền, nhặt sạch và rửa để ráo nước, sau đó luộc sôi trong 3 phút. Vớt rau, trộn cùng với dầu vừng hoặc bột vừng đen. Sử dụng hỗn hợp này ăn cùng với cơm sẽ có tác dụng tốt các trường hợp táo bón. Bài thuốc giúp cải thiện tình trạng huyết áp. Sử dụng 2 lạng rau dền kết hợp với 2 lạng lá mã đề non, 2 lạng lá dâu bánh tẻ. Rửa sạch toàn bộ và cho vào nồi nấu canh. Sử dụng canh này trong các bữa ăn hàng ngày giúp điều chỉnh huyết áp. 4. Rau cải thìa. Trên thực tế, rau cải thìa vừa lành tính, vừa có vị giòn ngọt, dịu nhẹ mà lại dễ kết hợp, dễ chế biến nên được rất nhiều bà nội trợ lựa chọn trong thực đơn hàng ngày của gia đình mình. Và mặc dù ăn cải thìa đã nhiều, nhưng có thể cô bác vẫn chưa biết, bên cạnh vai trò là một loại thực phẩm, cải thìa còn được tận dụng như một loại dược liệu để phòng ngừa và điều trị bệnh vô cùng hiệu quả. Đó là bởi khi nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra được rằng trong cải thìa có chứa thành phần glucosinolate. Khi vào trong cơ thể, hợp chất này sẽ được chuyển hóa thành isothiocyanate, có khả năng tiêu diệt, ngăn chặn các tế bào ung thư rất tốt. Ngoài ra, thành phần xylen trong rau cải thìa cũng còn là khả năng đào thải được độc tố ở gan, từ đó chặn đứng quá trình hình thành nên các khối u ác tính và hàng loạt các căn bệnh mãn tính nguy hiểm. Hơn thế nữa, vì có lượng khoáng chất lớn nên cải thìa có thể giúp cải thiện sức mạnh của xương. Vậy nên ăn cải thìa thường xuyên sẽ có tác động tích cực đến cấu trúc và mật độ xương, ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh về xương liên quan đến tuổi tác. Chưa dừng lại ở đó, cải thìa còn là một thực phẩm vàng với bệnh nhân tiểu đường vì chúng giúp làm giảm căng thẳng trong các mạch máu. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, cô bác cũng nên lưu ý là không kết hợp cải thìa với dưa chuột và gan động vật vì chúng sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và cản trở quá trình hấp thu dưỡng chất, cô bác nhé. Vâng, thưa cô bác, có thể nghe đến đây, nhiều cô bác đã hiểu hơn về các loại thực phẩm độc hại
cũng như biết được loại nào là lành tính rồi, đúng không nào? Nếu cô bác đã hiểu, hãy bình luận số 3 nhé. Vâng, thưa cô bác, là tâm huyết của những người làm chương trình, chúng tôi không thể chỉ mong cô bác khỏe mạnh, mà chúng tôi còn muốn cô bác hiểu biết sâu sắc hơn về nhân sinh cuộc sống, nhận ra ý nghĩa để cuộc đời luôn hạnh phúc, bình an. Thực tế, con người ai cũng tồn tại những góc khuất và sự ích kỷ của riêng mình. Họ thường có xu hướng quen và gắn bó với những thứ ở bên mình một thời gian. Và dù chúng có trở nên xấu đi, trở thành gánh nặng với bản thân, thì họ cũng không nỡ bỏ đi. Cứ cố níu kéo, gìn giữ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Trong khi đó, trao đi cho người khác lương tâm được thanh thản, tại sao lại không làm? Hãy luôn nhớ rằng, những thứ phù phiếm bên cạnh cũng có thể giống như một chiếc bè với ta mà thôi. Chúng chỉ có thể gắn bó với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định trong cuộc sống, chứ không thể trường tồn mãi mãi. Đến con người còn không vượt qua khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, huống chi là những thứ vô tri, phù phiếm. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại trong cuộc đời này. Đến một lúc nào đó cần buông bỏ thì hãy buông bỏ, đừng cố níu kéo, giành giật hay đau khổ vật vã làm gì. Đó mới là cách cư xử của một người khôn ngoan. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Trân trọng cảm ơn cô bác đã chú ý quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.